xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, phát triển đô thị phải đảm bảo hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội. Bám sát định hướng này, những năm gần đây, huyện Cần Duộc đã nỗ lực trong việc xây dựng đô thị, góp phần mang lại diện mạo khang trang, hiện đại và đời sống tốt hơn cho người dân. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Trung ương, huyện Cần Duộc tập trung khai thác mọi tiềm năng lợi thế để phát triển theo hướng công nghiệp, đô thị, dịch vụ và nông nghiệp. Cùng với đó, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được huyện quan tâm phát triển đồng bộ, Đến nay, nhiệm vụ quy hoạch trung đô thị Cần Chuột được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo quy hoạch của tỉnh, giai đoạn từ nay đến năm 2023, Cần Chuột phấn đấu sau năm 2025 sẽ đạt đa số tiêu chí về phân loại đô thị loại 4. Tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, xây dựng chương trình kế hoạch để nâng cấp lên đô thị loại 3 trước năm 2030 cho toàn bộ địa giới hành chính huyện, đặc biệt hướng tới xây dựng huyện trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Dự kiến, thành phố Cần Chuột sẽ có 10 phường và 5 xã trong đó lấy thị trấn cần duột hiện hữu là trung tâm để lan tỏa phát triển đô thị ra các khu vực lân cận